Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp theo video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn Glam 500.000 top cần có cái hiệu là Bulldog từ sáng Bulldog Inu các bạn. Thì hiện tại top cần này nó đang trong chương trình bán hàng VCL nè các bạn. Đây dự án của nó nè các bạn. Các bạn có thể mua min tối thiểu là 0.01 BNB thì sẽ nhận được 50 triệu top cần Bulldog nha các bạn. Và max là 2 BNB sẽ nhận được 50 tỷ Bulldog nha các bạn. Đây thì Claim Airdrop. Đây thì đến ghép thì các bạn copy cái địa chỉ BB Smartchain Bet20, các bạn copy dán vào đây, các bạn copy mà lấy đến ghép chia sẻ bạn bè người thân các bạn. Đây là token Monet nó thì tên em thôi các bạn, Bulldog. Tổng cung nó có 3692 10 triệu tỷ. Rồi mình không biết nghe các bạn. Thì lộ trình của nó là đây là cùng dán của một cái chain NFT này các bạn. Mình thấy là khá là ngon luôn các bạn. Để mình dịch qua tiếng Việt các bạn. Đây thì tự động có khoảng 5%, chủ thể phụ phần thưởng 5%. Bulldog, người giữ NFT Bulldog có thể mua bằng NFT bằng Bulldog. Ồ, dự án này còn NFT, lộ trình của nó là bạn. Thì tháng 5 nó ra mắt trang web hợp đồng thông minh chuyển đốt cháy 50% tổng nguồn cung rồi bạn. Vì là dự án này ngon các bạn. Tháng 6 là list trên sàn PancakeSwap, vào 1.500 chủ sở hữu áp dụng danh mục đầu tư khối và sẽ list trên CoinMarketCap và Coco áp dụng cho mạng BB Smart Chain web cập nhật tiếp thị khuyến mãi quảng cáo người dùng ảnh hưởng nữa bạn. Tháng 7 là mở rộng tiếp thị quảng cáo người dùng ảnh hưởng BitExchange kiểm tra trong web 2.0. tháng 7 là danh sách sàn giao dịch lớn tiếp tục phát triển Bulldog cho NFT. Tháng 8 là DOT ra mắt giúp đỡ chó trên đường phố và lợi ích khác cho chó. Tháng 9 là trao đổi Bulldog. Tháng 14 thôi, lộ trình nữa nè các bạn. Đây thì nó có tờ Twitter và Telegram đàng hoàng nha các bạn. Và có Gmap đàng hoàng, lộ trình cộng đồng luôn đó các bạn. Để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả, copy link mô tả dưới video mình, các bạn mở địa chỉ chút lát mình ra các bạn. Các bạn chọn tab, các bạn dán cái địa chỉ các bạn đã copy vào nè, các bạn bấm gỡ nè. Rồi, các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Mình thấy dự án này các bạn có thể mua phí sale được các bạn. Dự án này mình thấy là khá ngon mà. Nhưng mình không khuyến khích các bạn mua nha các bạn. Rồi bạn bấm vào claim fee nha. Rồi bạn bấm kết nối. Thì những dự án thế này thì bạn chắc tính chắc số bạn tốt khi ra là 0.00056.1 đô các bạn. Các bạn bấm chấp thuận nè. Rồi các bạn chỉ việc copy cái link BB Smart Chain Bet20 của mình, copy vào đây rồi bạn bấm vào cái link các bạn lấy ghép các bạn. Ồ, dự án này khá là ngon nha các bạn. Chain của NFT luôn đó. Để mình qua bên kiểm tra nó về chưa các bạn. Smart Chain đã gỡ nè, để mình copy con sắt nó chỗ này nè các bạn. Bạn dán vào các bạn. Rồi, mà đã được bao nhiêu đây? Các bạn có tiền hô con này rất là ngon. 500.000 tập càng các bạn. Để qua trang BC thì càng chết tổng cung nó bao nhiêu các bạn. Chết chết. Phan các bạn, để mình coi nó đi có cho chạy qua sàn bánh kè sâu áp chưa các bạn. Các bạn. Sorry nha bạn. Các bạn add Bulldog vào đó các bạn. Bấm ADD vào add con sắt của nó vào các bạn. Ok, con này chưa list sàn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 500.000 token Bulldog đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.